Chào mừng quý chị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị chính sách trả góp của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Hiện tại thì Santa Fe bên em bán chạy nhất hai phiên bản cao cấp là phiên bản xăng cao cấp và dầu cao cấp ạ. Phiên bản xăng cao cấp này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 1 tỷ 190 triệu so với cái giá niêm yết là 1 tỷ 210 triệu thì xe cũng được giảm là 20 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng là 1 tỷ 310 triệu. Và hiện tại bên em có hỗ trợ chính sách trả góp cho quý khách hàng lên tới 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm với mức lãi suất là cực kỳ ưu đãi. Đó, mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Có nhiều phương thức lãi suất để cho khách hàng lựa chọn. Thứ nhất là lãi suất cố định 1 năm thì nó rơi vào khoảng là 0,48%. Còn các năm sau thì rơi vào khoảng 0,85-0,9%. Trên tháng. Còn lãi suất cố định 3 năm thì rơi vào khoảng 0,62% cố định trong vòng 3 năm đầu, và những cái năm sau thì cũng rơi vào khoảng 0,8-0,9% một tháng. Với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp này thì anh chị chỉ cần bỏ ra là khoảng 370 triệu là có thể sở hữu được em nó rồi. Vâng, một con số rất là nhẹ thôi. 370 triệu thì nó chỉ là chưa đến số tiền để lăn bánh một chiếc xe trong phân khúc xe hạng A. Còn phiên bản dầu cao cấp thì bên em đang bán với mức giá là 1 tỷ 245 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Đâu đó rơi vào khoảng 387 triệu. Vâng, và có cũng hỗ trợ chính sách trả góp như phiên bản máy xăng là tối đa 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa 8 năm và lãi suất cũng như vậy, cũng là cố định 3 năm là 0,62%. Còn cố định 1 năm thì rơi vào khoảng là 0,48%. Đó, sau cái thời gian ưu đãi thì lãi suất sẽ trở về mức trung bình, nó rơi vào khoảng là 0,8-0,9%. Đó, phụ kiện thì em có tặng cho quý hàng là phim cách nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng. Màu xe thì em sẵn có những cái màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ là sẵn giao cho quý anh chị. Anh chị đi ít thì có thể đi phiên bản máy xăng, nó sẽ ưu điểm là sẽ êm ái hơn, không có khi đi phố thì ít tạo ra tiếng ồn hơn phiên bản dầu. Nhưng đổ lại anh chị đi nhiều và đi đường trường thì sẽ lựa chọn phiên bản dầu sẽ là hợp lý hơn ạ. Thì bản dầu thì của xe Hyundai Santa Fe thì nó thương hiệu, đi rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, quý anh chị quan tâm Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.